Tiên tri của Brandon Bates. Đây có phải là định mệnh của nhân loại? Phần 1. Sự sụp đổ của tài chính thế giới. Tác giả Thiên Bảo. Đầu tiên, hãy nói một chút về tháp Babel. Tòa tháp được nhắc đến trong sách Sáng Thế thuộc phần đầu của Kinh Thánh. Tòa tháp này được xây dựng ở thành phố Babylon. Ban đầu, con người dùng chung một thứ ngôn ngữ nên có thể dễ dàng giao tiếp và hiểu nhau. Họ đã quyết định hợp lực để xây dựng một tòa tháp thật cao, cao tới mức đỉnh của nó có thể chạm tới thiên đường. Tuy nhiên, mục đích xây tháp chỉ là để thể hiện sự huy hoàng của bản thân. Và chính sự ngạo mạn này đã khiến Đức Chúa Trời không hài lòng. Do đó, Ngài đã làm lộn xộn ngôn ngữ của họ, tăng thêm nhiều thứ tiếng khiến họ không thể hiểu nhau. Công việc xây tháp buộc phải dừng lại, và con người cũng bị phân tán ra nhiều nơi trên thế giới. Đây chính là nguyên nhân lý giải cho sự đa dạng ngôn ngữ của loài người. Quay trở lại với nội dung tiên tri của ông Brandon Bates, chúng ta có thể có cách nhìn nào về sự xác thực trong những lời tiên tri này hay không? Các khán giả của Tinh Hoa TV, khi xem những nội dung như thế này, các bạn nghĩ xem liệu có 1% khả năng nào cho những việc như vậy có thể xảy ra trong tương lai hay không? Ông Brandon Bates nói rằng Internet sẽ sớm không còn nữa, YouTube cũng sẽ không còn. Nếu tất cả tiếng nói của những nhà tiên tri biến mất, thì mọi người nên làm gì? Mọi người nên học cách tự mình nhận được sự khải thị của thần. Từ đó, mọi người đều có khả năng tự mình tìm được chỉ dẫn. Ông được khải thị rằng, hãy dạy cho người ta cách câu cá, thì tốt hơn là cho người ta một con cá. Vì vậy, ông đã quyết định nói lên những điều này. Qua những nội dung của Brandon, chúng ta thấy rằng, thế giới sẽ phải trải qua rất nhiều biến cố kinh thiên động địa. Tuy nhiên, với những người phổ thông, khi xem qua những nội dung như vậy, trong lòng họ sẽ cảm thấy ngờ vực. Nhưng, từ sâu thẳm trong nội tâm của một số người, họ sẽ cảm thấy tin. Một số người sẽ cảm thấy thà tin còn hơn không. Một số người sẽ cảm thấy nội dung thế này nghe khá vui tai, tạo ra niềm phấn khích cho người ta. Nếu hỏi cá nhân tôi nghĩ sao về những nội dung của ông Brandon Bates chia sẻ, tôi xin được phép nói thẳng rằng tôi hoàn toàn tin những gì ông ấy nói sẽ thành sự thật. Mà không chỉ tin thôi, bản thân tôi có một sự tích lũy về thông tin để khiến cho những thông tin của ông ấy trở nên xác đáng. Tuy nhiên, ông Brandon Bates không giống như tôi. Ông ấy không có năng lực về tạo nội dung truyền thông. Do đó, hôm nay, thông qua những nội dung này, tôi sẽ phân giải ra những gì ông Bates nói ở mức dễ hiểu hơn, dễ nắm bắt hơn và cũng bớt khó tin hơn. Sau đây, chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng lớp cắt của vấn đề để quý vị khán giả có thể hiểu lần lượt từng đề tài, để tránh cho những nội dung truyền tải sẽ trở thành một nồi súp gây rối tư duy. Do đó, từng bộ phận nội dung của video này sẽ khá rời rạc, không hề có sự móc xích lẫn nhau. Sự sụp đổ của tài chính thế giới. Ông Brandon Bates nói nền kinh tế như một cái tháp gỗ, nhưng phần thân ở giữa chỉ còn lại một khối để chống đỡ. Một khi khối gỗ đó bị rút ra, thì toàn bộ tòa tháp sẽ sụp đổ ngay lập tức. Ông Bates nói rằng, Chúa đã cho tôi thấy một cuộc đại suy thoái còn tệ hơn những năm 1930. Ông nói rằng, chính Jerome Powell, giám đốc Cục Dự trữ Liên bang, là người sẽ làm điều này. Và các bạn nên biết rằng, thực ra không chỉ ông Brandon Bates, mà người tự xưng là người đến từ tương lai năm 2060 cũng có nói điều này, rằng hệ thống tài chính sẽ sụp đổ chỉ trong một ngày. Rất nhiều người cảm thấy khó tin và cũng không lý giải được điều này. Và tất nhiên, điều này là dễ hiểu. Nhưng tôi nói thật với các bạn rằng, điều này rất có khả năng sẽ xảy ra. Hơn 10 năm trước, khi tôi mới bắt đầu tham gia vào đội ngũ Tinh Hoa TV làm nội dung cho trang, tôi đã đọc nhiều bài phân tích bằng tiếng Anh của các chuyên gia kinh tế nói rằng sẽ sớm có một cuộc khủng hoảng kinh tế, thậm chí còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng năm 1930. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, những bài viết của các chuyên gia đó rất dễ trôi vào quên lãng, nó không được phát tán rầm rộ trong công chúng. Mãi cho đến hôm nay, vẫn có rất nhiều người lặp đi lặp lại lời tiên đoán này đến mức nghe đến nhàm tai. Nhưng điều ấy vẫn chưa xảy ra. Chính vì nó mãi không xảy ra và mọi thứ vẫn đang trông rất ổn, do đó không ai có thể tin được sự việc như vậy có thể xảy ra. Thực ra đến ngày hôm nay, những bài báo với nội dung tương tự cũng xuất hiện đầy trên các trang tin tức tiếng Việt. Vấn đề chỉ là người ta có quan tâm đến nó hay không mà thôi. Vậy tại sao nền kinh tế cứ mãi trụ vững như cây tre trước gió?
Thực ra, các bạn sẽ không còn nghĩ như vậy nữa nếu các bạn thấy biểu đồ sau đây. Đây là biểu đồ thể hiện tăng trưởng nợ công của chính phủ Mỹ từ năm 1913. Khi tôi biết con số này hơn 10 năm trước thì nó đã khủng khiếp lắm rồi, nhưng ngày hôm nay nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nhìn con số nợ của chính phủ Mỹ qua từng năm, nó giống như một vách núi. Bất cứ ai cũng biết rằng, từ dốc núi như thế mà ngã xuống thì đúng là chỉ có tàn sát. Nó đồng nghĩa với việc nếu như nền kinh tế Mỹ mà sụp đổ thì số tiền nợ đó sẽ như quả bong bóng xà phòng tan theo mây khói. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi một nhà kinh tế thì họ sẽ cười và nói: người này không hiểu về kinh tế đó thôi, nó không đáng sợ như bạn nghĩ đâu. Bản chất đó là tiền nợ trong nước, chính phủ nợ người dân. Họ dùng chính tiền của người dân để chi trả các chi phí công như điện đường, trường học, lương công chức, v.v. Vậy thì người đó không suy nghĩ tiền thuế của người dân ở đâu? Tổng số tiền thuế lớn như vậy, không lẽ không bình quân nổi chi tiêu của chính phủ hay sao? Tỷ phú Elon Musk đã từng phát biểu như sau: nợ quốc gia của Hoa Kỳ là 28.900 tỷ USD, hoặc là 229.000 USD theo đầu người, tương đương khoảng 5,6 tỷ Việt Nam đồng theo tỷ giá năm 2024 cho mỗi người nộp thuế. Ngay cả khi đánh thuế tất cả tỷ phú ở mức 100% cũng chỉ làm giảm một phần nhỏ trong con số đó. Vì vậy, rõ ràng phần còn lại phải đến từ công chúng nói chung. Đây là một bài toán cơ bản. Vấn đề thực sự ở đây chính là sự làm chi của chính phủ. Thực sự chính phủ Mỹ chính là một quả bom nợ, đồng thời nước Mỹ lại là đầu tàu kinh tế thế giới. Nhưng vấn đề ở đây là tại sao nước Mỹ nợ nhiều như vậy nhưng họ vẫn chưa vỡ nợ, khủng hoảng kinh tế vẫn chưa xảy ra? Ở đây có 3 vấn đề. Thứ nhất là hệ thống tài chính công của Mỹ. Thứ hai là hệ thống tiêu dùng của Mỹ. Vấn đề thứ ba là các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về hệ thống tài chính công hoặc là hệ thống tiền tệ của Mỹ. Hệ thống tài chính công của Mỹ rất phức tạp và được quản lý bởi nhiều cơ quan khác nhau. Nhưng nói một cách khái quát thì được chi phối bởi hai tổ chức là Bộ Ngân khố Mỹ và Cục Dự trữ Liên bang. Trong đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là cơ quan chính chịu trách nhiệm quản lý tài chính của chính phủ liên bang. Bộ này điều hành các hệ thống quan trọng như sản xuất tiền, thu thuế và vay các khoản cần thiết để vận hành chính phủ. Cục Dự trữ Liên bang là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, được hình thành vào năm 1913, chịu trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ, bao gồm việc điều chỉnh lãi suất và cung tiền để kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Điều đặc biệt ở chỗ, tổ chức này được thiết kế theo mô hình tư nhân nắm giữ cổ phần. Một công ty tư nhân nhưng nắm giữ quyền lực vô hạn đối với nền kinh tế thế giới, quyền in tiền và sự thịnh vượng của người dân Mỹ. Những công ty nắm giữ cổ phần của Cục Dự trữ Liên bang đều trực thuộc các gia tộc tinh hoa kiểm soát thế giới như Rothschild, Rockefeller, Morgan. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy đồng tiền Mỹ nhưng không ai thực sự biết nó ra đời như thế nào, bao giờ và phục vụ ai. Tất cả đều mờ mờ, ảo ảo. Tính chất bí hiểm và đặc trưng phi chính phủ tuyệt đối của Cục Dự trữ Liên bang đã tạo ra đồng tiền khó hiểu, khó kiểm soát và khó thao túng nhất lịch sử. Ai thực sự đứng phía sau Cục Dự trữ Liên bang? Ai có thể điều khiển được đồng USD? Tại sao truyền thông thường chỉ nhắc đến chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang mà không phải là những đại cổ đông đến từ khắp nơi trên thế giới? Họ là ai? Vì sao Cục Dự trữ Liên bang và đồng USD luôn muốn tách biệt khỏi quyền lực chính trị? Chúng ta chỉ có thể biết chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang mới là tổ chức điều hành mọi mặt trên thế giới. Bởi vì hệ thống tài chính của Mỹ là một hệ thống cực kỳ tinh vi, do đó không ai có khả năng nói rõ về nó. Nhưng nó là một tổ chức đa nhiệm, vừa nắm quyền chi phối hàng hóa, dịch vụ, vừa toàn quyền ban phát đồng tiền uy lực nhất thương trường, vừa thao túng toàn bộ chính trường. Quý khán thính giả nên biết rằng, cho dù bạn đang sống tại Việt Nam, nhưng những gì trên bàn ăn của bạn, chi phí học hành, y tế của con bạn đều được quyết định bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bởi vì nó là một siêu hệ thống được tạo ra từ những bộ óc siêu việt và giàu có nhất trên thế giới, nên sự tinh vi của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của một con người. Và ngay từ đầu, những người thiết kế ra hệ thống tài chính công của Mỹ đã nắm được phần thượng tầng của nền kinh tế. Thứ hai, chúng ta hãy nói về hệ thống tiêu dùng của Mỹ. Nếu ai học sách lịch sử cũng biết, bản chất cuộc khủng hoảng năm 1930 ở Mỹ chính là cuộc khủng hoảng thừa. Tức là hàng sản xuất ra bị thừa mứa không bán được, cung nhiều hơn cầu. Kết quả là những tập đoàn sản xuất khi ấy, để giữ cho việc không phải giảm giá thành, họ phải mang hàng hóa ra biển và đổ bỏ đi.
Đó là một cách làm khiến cho cả thế giới lên án. Người ta không ai đồng tình với cách làm như thế này. Ngày hôm nay cũng thế, nhân loại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa. Thứ nhất là thừa năng suất, thứ hai là thừa nguồn cung, sản xuất quá nhiều sức mua. Xã hội phương Tây ngày nay, hàng hóa đã trở thành thừa mứa một cách nghiêm trọng, và rất nhiều đồ dùng của người phương Tây, chúng bị vứt bỏ ngay khi còn rất tốt. Cứ tới một giai đoạn là họ bỏ nó đi. Kể cả ở Việt Nam ngày nay cũng vậy, người Việt Nam cũng bắt đầu quen với cuộc sống thừa mứa vật chất. Do đó, nhân loại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thừa. Hàng hóa công xưởng sản xuất ra luôn vượt quá khả năng tiêu thụ. Rất nhiều nhà sản xuất phải giảm giá thành, bán phá giá để giải phóng hàng tồn. Do đó, bằng mắt thường ai cũng sẽ thấy được. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cuộc khủng hoảng tương tự như năm 1930 mãi vẫn không xảy ra. Nhiều người có niềm tin rằng đó là do sự phát triển của công nghệ, bùng nổ thông tin, số lượng lớn những nhà môi giới, sự tách bạch giữa giới kinh doanh và sản xuất, các chính sách giải cứu kinh tế của chính phủ, v.v. Nó khiến cho nền kinh tế được vận hành ổn định và trơn tru hơn. Điều đó cũng đúng, nhưng chưa phải là tất cả. Bởi vì có một sự thật đằng sau nó là nền kinh tế hiện nay được vận hành bởi giới tinh hoa tài phiệt. Họ có thể nâng đỡ và đánh sập bất kỳ một nền kinh tế nào, miễn là nó giúp đảm bảo sự sinh tồn cho mạng lưới tài chính của họ. Cụ thể là như thế nào? Cuộc khủng hoảng năm 1930 và đệ nhị thế chiến sau đó đã mang lại cho nhóm tinh hoa này một cơ hội để định hình lại nền kinh tế thế giới. Năm 1949, có một sự kiện mà đã thay đổi thế giới tài chính sau đó. Một ngày, có một người đàn ông tên là Frank McNamara đi ăn nhà hàng ở New York. Khi thanh toán, Frank nhận ra mình không mang theo tiền và phải gọi vợ đến trả. Sau bữa tối đó, ông nghĩ ra một cách thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đối tác, ông lập ra công ty Diners Club, phát hành loại thẻ chuyên dùng để thanh toán tại các nhà hàng. Chỉ trong năm đầu tiên, đã có hàng chục nhà hàng ở New York chấp nhận loại thẻ này và người dùng thẻ đã lên đến hàng chục nghìn. Dần dần, thẻ được sử dụng thêm ở cả các điểm du lịch, giải trí ngoài lĩnh vực ăn uống. 9 năm sau đó, ngân hàng Bank of America thành lập công ty dịch vụ Bank AmeriCorp nhằm kinh doanh nhượng quyền thương hiệu và phát hành thẻ với các ngân hàng thẻ trên thế giới. Công ty này nhanh chóng phát triển và trở thành nhà phát hành thẻ tín dụng độc lập Visa vào những năm 1970 và phát hành thẻ ghi nợ Debit vào năm 1975. Chúng ta hãy cùng nhìn vào biểu đồ nợ của nước Mỹ một lần nữa. Vào năm 1945, do ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai, nước Mỹ ngập chìm trong nợ. Tuy nhiên, sau đó chính phủ Mỹ đã tìm cách cân bằng nợ công và giảm nó xuống một cách ngoạn mục. Đến năm 1980, thật trùng hợp là cùng lúc với sự ra đời của những chiếc thẻ tín dụng, từng bước đã phá nát công cuộc xóa nợ của các đời tổng thống trước đó. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa biểu hiện rõ ràng. Nó chỉ mới ở mức nhen nhóm mãi cho đến tận năm 2000. Vào năm 2000, chuyện gì đã xảy ra khiến cho số nợ được vọt lên như vậy? Đó chính là sự phát triển của các công ty dot-com. Những công ty dot-com đã thúc đẩy thanh toán online. Nó khiến cho giới trẻ điên cuồng mua sắm. Bởi vì những người kiểm soát nền kinh tế Mỹ, họ là những nhà tài phiệt. Họ biết cách để thao túng con người, khiến người ta trở thành nô lệ của đồng tiền. Cụ thể, những chiếc thẻ tín dụng, nó chính là một loại bảo bối như ý, giúp họ có thể đạt được mục đích của mình. Như tôi đã nói, cuộc khủng hoảng năm 1930 chính là khủng hoảng thừa. Ngày hôm nay, thế giới cũng đang trong tình trạng thừa sản lượng, thừa năng suất, cung đã vượt xa cầu. Nhưng tại sao lại không xảy ra cuộc khủng hoảng như năm 1930? Lý do rất đơn giản, đó chính là niềm tin. Khi giới tinh anh đã kiểm soát được niềm tin của con người ta, thì nó sẽ khiến cho mọi thứ trở nên chông chênh mà khó sụp đổ. Cái tên thẻ tín dụng, credit card, cũng nói lên điều này. Thẻ tín dụng chính là thẻ tiêu dùng dựa trên niềm tin của bạn. Trước đây, khi tình hình kinh tế bị đát, người ta không có tiền, người ta sẽ không mua hàng. Dẫu cho người ta cần đồ dùng thiết yếu, nhưng trong tay không xoay nổi tiền, do đó họ không thể mua hàng hóa. Người sản xuất cũng theo đó mà chết đứng, nhà bán lẻ cũng đứng ngồi không yên. Nhưng mà hàng tỷ người sử dụng thẻ tín dụng, họ luôn có sẵn tiền trong người, họ chỉ việc mua sắm, còn việc chi trả thì để sau này cũng được, không thành vấn đề. Tức là người ta luôn có sẵn tiền trong túi. Như vậy, nền kinh tế sẽ không bao giờ bị đóng băng do lạm phát hay giảm phát. Người ta chỉ mua ít hơn thôi, chứ không bao giờ dừng mua sắm. Chưa dừng lại ở đó,
chính phủ Mỹ còn sử dụng điểm tín dụng. Đó chính là một loại bảo bối thứ hai giúp kiểm soát con người ta vô cùng chặt chẽ. Ví dụ như người Mỹ đến cuối năm, họ sẽ bị kết toán thuế. Nếu như họ không mua sắm đủ hạn mức, thì tiền dư của họ sẽ bị đánh thuế. Do đó, họ bắt buộc phải mua sắm. Không mua sắm thì tiền tích lũy cũng sẽ bị chính phủ Mỹ đánh thuế không thương tiếc. Do đó, thời điểm cuối năm luôn trùng với dịp lễ hội mua sắm và giảm giá. Chưa hết, nếu một người chỉ lo chi tiêu bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ, debit card, họ không chịu tiêu dùng bằng thẻ tín dụng, credit card. Đồng nghĩa là gì? Đồng nghĩa với việc điểm tín dụng của người này sẽ thấp. Người này không có thói quen vay tiền và vay tiền tiêu dùng, thì điểm tín dụng của người này sẽ vì vậy mà bị đánh thấp. Họ sẽ khó mà vay tiền để mua nhà, mua xe được. Tôi biết điều này vì tôi là một lập trình viên. Nhiều năm trước, tôi từng làm việc với cổng lập trình của Credit Union. Trang web là creditunion.com, một hệ thống chuyên tra cứu điểm tín dụng, credit score, của người dân Mỹ. Dựa trên điểm tín dụng này mà quyết định số tiền cho vay để mua nhà. Đây chính là hai loại công cụ khiến cho người dân lệ thuộc vào hệ thống tín dụng, hệ thống tiêu dùng, khiến cho người dân ở các nước phương Tây trở thành nô lệ của văn hóa mua sắm. Họ sẽ mua sắm cho đến chết. Điều này chính là nằm trong một kế hoạch tinh vi của những người kiểm soát thế giới. Vì sao như vậy? Bởi vì giới tinh anh chính là người làm chủ dòng tiền, giống như một con sông luôn vận chuyển một lượng nước lớn. Giới tinh anh chính là người tạo ra hệ thống kênh đào để nắn dòng chảy, từ đó kiểm soát được lưu lượng nước và muốn bao nhiêu nước cũng có, miễn là con sông đó còn chảy. Khi nào người dân còn điên cuồng mua sắm, chính là còn tiếp thêm dòng máu cho những thế lực này có thể sinh tồn và hùng mạnh. Tuy nhiên, bên trên mới chỉ là ở mức độ tiêu dùng cá nhân. Xem tới đây, nếu những khán thính giả là người am hiểu về kinh tế tài chính, người đó có thể sẽ có suy nghĩ. Nội dung này là dựa trên sự ngộ nhận. Họ nghĩ rằng bản thân tôi không phân biệt được chi tiêu chính phủ và hệ thống tiêu dùng cá nhân. Thực ra cả hai, tuy hai nhưng mà là một. Hệ thống tiêu dùng cá nhân chính là dòng nguyên liệu giúp cho hệ thống tài chính thượng tầng có thể vận hành được. Các bạn thử nghĩ xem, số tiền chính phủ in ra sẽ đi vào đâu? Ai sẽ hấp thụ lượng tiền mặt đó? Đó chính là nền kinh tế tiêu dùng. Người dân không xài tiền thì tiền in ra sẽ dẫn đến lạm phát. Ngoài ra, lạm phát còn được pha loãng vào hệ thống cổ phiếu. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ thậm chí còn xuất khẩu lạm phát ra thế giới. Do đó, nếu một người chỉ nhìn chằm chằm vào nền kinh tế tiêu dùng, tức là hạ tầng tài chính thế giới, thì họ sẽ không thể nhìn ra vấn đề. Cuối cùng, chúng ta hãy nói về hệ thống cổ phiếu và giá trị vốn hóa. Hiện nay, chúng ta biết rằng trên thế giới có những tập đoàn có giá trị vốn hóa cực kỳ khủng khiếp, điển hình như Amazon. Lần gần đây, khi tôi làm video trên kênh Tinh Hoa TV, tôi có tham khảo số liệu và được biết Amazon có giá trị vốn hóa là 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Con số này quả thực là lớn không thể tưởng tượng nổi. Thế mà hôm nay, nó đã chạm sát cột mốc 2 nghìn tỷ, 1,9 nghìn tỷ. Quả là một con số quá khủng khiếp. Nếu bạn viết nó ra thì sẽ có rất nhiều con số không. Và đó là mới chỉ nói đến Amazon, còn những tập đoàn khổng lồ khác như Alphabet, Tesla, v.v. và v.v. Tuy nhiên, cách định giá một công ty là cực kỳ mơ hồ. Dường như không ai có thể biết được giá trị thực của một công ty là bao nhiêu. Nguồn cơn của việc này bắt nguồn từ mấy chữ giá trị cổ phiếu. Nói một cách đơn giản để một người không thực sự am hiểu về kinh tế học có thể hiểu, thì giả sử tôi có một công ty và giá trị công ty của tôi được định giá là 100 tỷ. Tuy nhiên, sau khi tôi đăng ký thành công ty đại chúng, có nghĩa là ai cũng có thể góp vốn vào công ty, và trong lần phát hành lần đầu ra công chúng, mọi thứ đều thành công vượt trên sự mong đợi. Lượng cổ phiếu công ty bán ra rất nhiều, định giá cũng vượt kỳ vọng, công ty của tôi sẽ nhanh chóng có giá trị 200 tỷ. Bởi vì công chúng đã góp vốn cho tôi thêm 100 tỷ. Sau đó, tôi quyết định mua lại một công ty B có giá 10 tỷ. Bởi vì công ty B có một công nghệ thiết yếu mà công ty tôi cần. Tuy nhiên, ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là khi tôi mua công ty B, tôi không mua bằng tiền mặt mà là mua bằng cổ phần của công ty hoặc là vay tiền ngân hàng dựa trên định giá 200 tỷ của ngân hàng đối với công ty của tôi. Tức là đó là một dạng mượn đầu heo nấu cháo. Nghĩa là tôi sẽ không hề dùng tiền mặt mà mua lại công ty B. Thứ hai, sau thương vụ mua lại đó, cả công ty của tôi và công ty B đều sẽ lần lượt tăng giá. Giá trị của công ty AB lần này sau định giá có thể là lên tới 300 tỷ.
và tôi lại dùng giá trị đó để vay tiền ngân hàng, và tiền ngân hàng đó tôi có thể dùng để mua lại công ty C. Kết quả lần này, công ty ABC của tôi đã có giá trị 400 tỷ. Cứ như vậy, công ty của tôi qua nhiều lần áp dụng công thức đó, thì công ty ABCDEF của tôi đã có giá trị 1.000 tỷ. Các bạn nghe thấy rất khôi hài đúng không? Nhưng bản chất của nền kinh tế hiện nay là như vậy, người ta mượn đầu heo nấu cháo. Ngân hàng cũng theo đó cho vay không ngừng. Kho bạc cũng theo sự phát triển của quy mô nền kinh tế mà in tiền. Vậy thì rốt cuộc giá trị thực 100 tỷ ban đầu của tôi và các công ty tôi mua lại và giá trị vốn hóa trên thị trường là 1.000 tỷ, khoảng cách xa xôi như vậy thì lấy gì để bù đắp vào khoảng chênh lệch đó? Thực ra, loại mô hình kinh tế này cũng đã áp dụng trên toàn thế giới. Không cần phải quá giỏi cũng có thể nghĩ ra điều này thực sự rất bất thường. Tuy nhiên, không ai chỉ ra nổi sự bất thường này, bởi vì hệ thống kinh tế tập đoàn chính là xương, hệ thống tiêu dùng cá nhân chính là máu. Hai hệ thống kinh tế này cùng bổ khuyết cho nhau, đồng cam cộng khổ trở thành tôi tớ đắc lực cho thế lực tinh hoa kiểm soát thế giới, khiến cho nền kinh tế thế giới cứ mãi lao nhanh trên con tàu lượn siêu tốc mà không chịu sụp đổ. Như tôi đã nói ở phía trên, chính phủ Mỹ có thể xuất khẩu lạm phát ra thế giới. Mỹ có một quyền ưu thế tuyệt đối mà không nước nào có được, đó chính là xuất khẩu lạm phát. Bởi vì Cục Dự trữ Liên bang nắm quyền lực tuyệt đối, mỗi khi bên bờ vực khủng hoảng, Cục Dự trữ Liên bang chỉ đơn giản là tăng lãi suất. Các quốc gia trên thế giới sẽ đổ tiền về Mỹ mỗi khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Khi tình hình nới lỏng, Cục Dự trữ Liên bang lại giảm lãi suất, tiền đổ về nước Mỹ sẽ được dùng để làm gì? Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ dùng để mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ để đầu cơ. Chờ đến lúc qua khủng hoảng thì Cục Dự trữ Liên bang sẽ bán ra để lợi khủng. Cứ như vậy, vòng xoáy khủng hoảng rồi lại phục hồi rồi lại khủng hoảng. Đó chính là nguồn tiền dồi dào cho giới tinh hoa trên thế giới. Đây cũng là phương thức để bọn rút tiền của nền kinh tế các nước đang phát triển. Điều này khiến cho nợ công của các nước nghèo cũng tăng lên chóng mặt. Có nghĩa là không chỉ nước Mỹ là ngập trong nợ mà cả thế giới cũng đang ngập trong nợ nần. Họ nợ ai? Họ nợ tiền các quỹ tiền tệ thế giới như IMF và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Và những tổ chức này đều nằm trong tay giới tinh hoa kiểm soát thế giới. Tuy nhiên, điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Bất cứ một hệ thống tinh vi và bền bỉ đến đâu thì nó cũng có một điểm cực hạn mà chúng ta gọi là điểm mỏi. Lúc này, nó đã thực sự mệt mỏi, rệu rã và không thể duy trì tiếp tục được nữa. Những người dân thường trên thế giới, hàng ngày họ phải lao động không ngừng nghỉ để trở thành một phần không thể tách rời trong hệ thống tài chính. Đến một lúc, họ sẽ cảm thấy là họ không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta đã chứng kiến cuộc khủng hoảng năm 2008. Cuộc khủng hoảng năm đó khá là khốc liệt. Nhưng điều thần kỳ là sau đó nền kinh tế có thể phục hồi rất nhanh chóng. Lý do là vì sao? Bởi vì nền kinh tế lúc này đã quá thành thục trong việc đối phó với những cuộc khủng hoảng. Hay nói cách khác, nền kinh tế thế giới đã quá lão luyện trong việc đối phó khủng hoảng. Cũng giống như heo chết thì không còn sợ nước sôi nữa. Căn bản con người ta mỗi khi trải qua một cuộc khủng hoảng thì người ta sợ nghèo, sợ đói và người ta sẽ nhanh chóng lao vào làm việc để vãn hồi lại những thứ đã mất. Người ta sợ không có tiền để duy trì cuộc sống tiêu dùng như hiện tại, do đó tốc độ phục hồi là cực kỳ nhanh. Do đó, thế giới đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, cứ mỗi cuộc khủng hoảng đều được tiên lượng cực kỳ xấu, y như cuộc khủng hoảng năm 1930. Nhưng tất cả đều vượt qua được. Tóm lại, điều giúp người ta có thể vượt qua được các cuộc khủng hoảng ở đây là hai chữ: niềm tin. Có thẻ tín dụng trong tay thì người ta không tin là mình không có tiền. Tuy nhiên, hai loại bảo bối này có một điểm yếu chí tử. Các bạn có biết tại sao Việt Nam có kinh tế phát triển ấn tượng như vậy không? Đương nhiên là nhiều người sẽ nói về chính sách quản lý vĩ mô, sự ổn định chính trị, nguồn nhân công dồi dào, v.v. Có một công thức chung cho các nền kinh tế trẻ, giống như Nhật Bản 50 năm trước, Đài Loan và Hàn Quốc 40 năm trước, Việt Nam 20 năm trước, đó là tháp dân số đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Ví dụ, ở đây chúng ta đang thấy biểu đồ phát triển kinh tế và tăng dân số của ba cường quốc châu Á là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Cả ba đất nước này đều có một điểm chung là các quốc gia thần phương Tây và cùng được Hoa Kỳ tham dự vào tái thiết đất nước sau Thế chiến thứ hai. Có một tỷ lệ đối lập giữa tăng trưởng GDP và tỷ lệ sinh. Cả ba quốc gia này có đặc điểm rất tương đồng, chính là tỷ lệ sinh bắt đầu giảm mạnh,
xuống dưới mức 2 con trên một phụ nữ vào cuối thập kỷ 1980. Đây chính là cùng thời điểm với thẻ tín dụng được phổ biến như tôi nói ở trên. Từ năm 1980 thì vẫn là dân số trẻ với tỷ lệ sinh cao, tháp dân số có dạng hình kim tự tháp với đáy rộng. Nhưng từ năm 1990 trở đi, tỷ lệ sinh giảm và tuổi thọ tăng dẫn đến dân số già hóa, tháp dân số bắt đầu có dạng hình chuông với phần giữa phình to. Trước năm 1990, các quốc gia này đều thuộc dân số trẻ, và dân số trẻ chính là nguồn năng lượng để vận hành loại hình kinh tế máy nghiền sinh tố này. Tuy nhiên, điểm yếu chí tử ở đây chính là con người ta sẽ mau già, đất nước người ta sẽ mau già. Quả thật là như vậy, nền kinh tế hiện đại này khiến cho lớp trẻ quay cuồng trong bốn chữ cơm áo gạo tiền. Họ phải lao động rất vất vả để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Thu nhập càng tăng lên thì sẽ đẻ ra muôn vàn nhu cầu tiêu hết số tiền mà họ kiếm được. Vì vậy, khoảng cách đến thịnh vượng đối với lớp trẻ ngày càng xa vời. Kết quả là giới trẻ không còn dám sinh con nữa, bởi vì chi phí sinh con là quá cao đối với khả năng của họ. Do đó, điểm chí tử ở đây chính là nó làm cho con người ta mau chóng già đi, xã hội chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái già nua. Vậy là nhóm người thiết kế ra hệ thống kinh tế này lại rút toàn bộ công thức làm giàu này và chuyển hướng sang những nền kinh tế khác. Các bạn có biết sau Việt Nam thì nền kinh tế kiểu này sẽ chuyển sang những nước nào hay không? Đó là chuyện của tương lai. Nhưng sau khi các bạn xem qua video này rồi, các bạn sẽ dễ dàng đoán ra được đó là những quốc gia sau chiến tranh như Ukraine. Khi họ tái thiết sau chiến tranh, sẽ có một lớp thế hệ mới được sinh ra và họ sẽ cam tâm tình nguyện tham gia vào một guồng quay mới của việc tái thiết kinh tế, theo đuổi thịnh vượng. Người ta sẽ không ngại việc làm việc quần quật cả ngày, mà người ta chỉ ngại nghèo đói. Bây giờ, chúng ta hãy bàn tới lời tiên tri của Brandon Beast, sự sụp đổ của nền kinh tế thế giới. Bởi vì bản chất của hệ thống tín dụng và tiêu dùng ngày hôm nay có thể tóm gọn trong mấy chữ: ăn xài trước, trả tiền sau. Hệ thống tài chính công cũng vậy, cũng là ăn xài trước, trả tiền sau. Chính phủ chỉ biết vay tiền, còn nợ sẽ được các thế hệ tương lai trả. Thực ra, công thức này thời kỳ đầu thì còn hiệu nghiệm, bởi vì người ta vẫn còn ý thức tiết kiệm và lao động để trả nợ. Nhưng ngày hôm nay thì nó không còn hiệu nghiệm nữa, bởi vì khối nợ mỗi ngày một phần to lên quá khả năng chi trả. Nợ công càng ngày càng nhiều, và điều kinh khủng hơn là người ta thậm chí cũng không ý thức được điều đó. Con người hiện nay, người dân miễn là còn cầm thẻ tín dụng trong tay, thì người ta sẽ không quan tâm đến chuyện kinh tế vĩ mô xa vời. Giới trẻ ngày nay cũng cảm thấy rất mệt mỏi, họ không còn hào hứng với chuyện làm giàu. Rất nhiều người chỉ đơn giản là làm những công việc phổ thông và nằm thẳng trên ghế sofa cho hết ngày. Tôi đã từng đọc nhiều bình luận của những người trẻ Mỹ sau khi họ chuyển sang định cư ở nước ngoài. Họ nói rằng guồng làm việc ở Mỹ thật kinh khủng, nhưng lúc ở trong nước thì họ không ý thức được điều đó. Chỉ khi họ ra nước khác sinh sống thì họ mới thấy guồng làm việc của họ trước đây rất đáng sợ. Và từ sau đại dịch Covid xuất hiện một lớp trẻ gọi là dân du mục kỹ thuật số, Digital Nomad. Họ chuyên đi du lịch ở các nước đang phát triển và làm việc từ xa cho công ty. Họ thấy sống như vậy thoải mái hơn là lo mua nhà. Điều đó tạo ra một hoàn cảnh lý tưởng cho các nhà chính trị gia, điều hành đất nước tiêu xài vô độ số tiền của người dân, khiến cho đất nước chìm trong biển nợ. Nhưng ai cũng biết, bản chất số nợ này đều là dựa trên các giá trị khống, các tài sản được thổi phồng, những khoản vay dưới chuẩn. Từ đó nó sẽ tạo ra một số lượng tài sản quy ước khổng lồ. Nhưng bản chất tất cả những con số này đều là sự quy ước giữa người với người. 100 tỷ hay 1.000 tỷ thì cũng đơn giản là quy ước của một nhóm người. Nó không có gì là chân thật. Nhưng có một thứ lại là thật, đó là lòng tin giữa con người. Một khi bản chất nền kinh tế được bộc lộ ra xương sống của mình, thì người dân sẽ nhận ra bản chất của nó và mất sạch niềm tin vào nền kinh tế. Họ sẽ không còn cam tâm tình nguyện làm con lừa kéo cỏ xây như họ đã từng làm trong quá khứ. Đó chính là lúc cái tháp kinh tế sụp đổ và lần này sẽ không thể cứu vãn được nữa. Như vậy, tôi vừa nói khái quát qua một lượt về bản chất nền kinh tế hiện nay. Thực ra, bộ công cụ vận hành nền kinh tế hiện đại vẫn còn nhiều thứ nữa. Tuy nhiên, để không gây rối tư duy cho khán giả, tôi sẽ không đề cập ở đây. Thực ra, vẫn còn những thanh bảo kiếm khác để kiểm soát thế giới như chiến tranh, truyền thông, y tế, đầm lầy chính trị, v.v. Nhưng khi nói về kinh tế, thì tôi đã dùng cái nhìn giản dị và trong sáng nhất để nêu lên vấn đề. Thực ra những điều này không hề khó hiểu,
chỉ là hệ thống cai trị được thiết kế ra quá phức tạp. Con người đã giống như bị những tấm vải đen che mắt nên rất khó nhận ra vấn đề. Chỉ khi nào con người ta dám can đảm chấp nhận sự thật, dám tháo tấm vải đen ra thì họ mới có thể nhìn thấu được bản chất của vấn đề. Cũng đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận rằng họ không giàu như họ tưởng và làm giàu cũng không dễ như họ nghĩ. Chỉ khi đó, người ta mới có cái nhìn đồng nhất để nhìn thấy những giá trị căn bản, cùng chấp nhận những tư duy căn bản. Video hôm nay xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong video kỳ sau với chủ đề Sự sụp đổ của Internet.